Xin kính chào quý vị bà con cô bác Bây giờ mình tiếp tục theo phần thứ ba của bài viết Kế hoạch, kế hoạch thanh truyền của tác giả Ngũ Lan Ý định hành quân có rồi Bây giờ đến giai đoạn biến ý định thành hiện thực Giai đoạn này hết sức gây go Đòi hỏi sự sáng suốt hoàn toàn Mà trong binh thư không hề dạy Vì mỗi hành quân lừa địch là một trường hợp cá biệt với biết bao nhiêu biến số. Đại tá Nghĩa đã mất hai ngày để nghĩ ra một cuộc hành quân gồm bốn giai đoạn khác nhau, nhắm vào mục đích làm cho địch dòng quân vào hai điểm, Đông Hà và Cửa Việt. Ông ta sẽ đặt tên hành quân hay là kịch bản lừa địch với tên Thanh Tuyền. Sở dĩ có tên nữ ca sĩ có giọng ga ngọt ngào và truyền cảm, lọt vào trò chém giết này vì ông ta rất ái mộ giọng ca thanh tuyền với lối đánh giặc theo lối nghệ sĩ này ông ta nghĩ tại sao không đem tên nữ nghệ sĩ này vào để lưu danh hậu thế nếu cuộc hành quân thành công đến đây một khó khăn bất ngờ hiện ra có tư tưởng hành quân rồi nhưng viết lệnh hành quân thế nào khi học trường chỉ huy tham mưu cao cấp đại tá nghĩa được huấn luyện viên dạy làm một lệnh hành quân theo mẫu của mỹ có lẽ là mẫu hay nhất vì người mỹ đã tổng hợp nghệ thuật chiến tranh với kỹ thuật quản lý trong thời đại lệnh hành quân là một sáng tạo tuyệt vời trong thời cận đại lệnh hành quân là một sáng tạo tuyệt vời của bao nhiêu thế hệ lý thuyết của quân sự ở tất cả các nước có truyền thống đánh nhau trên thế giới lệnh hành quân là một kịch bản ngắn gọn nhưng có công dụng kỳ diệu điều động phối hợp tất cả đơn vị từ lớn tới nhỏ tham gia một cuộc tấn công theo ý định hành quân của người chỉ huy toàn diện trận chiến mỗi đơn vị tham gia hành quân giống như một kịch sĩ biết rõ vai trò của mình trong màn hát chung biết mục tiêu tấn công đường tiến quân bạn ở hai bên sườn đánh cách nào tấn công trực diện hay bọc xương yểm trợ hỏa lực thế nào liên lạc với vị chỉ huy hành quân thế nào khi hết đạn hết xăng hết thức ăn lấy ở đâu quân nhân bị thương trở về đâu vân vân tuy nhiên đây là hành quân bình thường còn hành quân lừa địch các cnd operation này không trường chỉ huy tham mưu nào trên thế giới đưa ra mẫu lệnh hành quân tất cả phải sáng tạo hay nói theo danh từ sân khấu là phải cương tất cả sau thời gian vài ngày đại tá nghĩa một lần nữa lại sáng tạo một lệnh hành quân lừa địch mang tên thanh tuyền gồm bốn giai đoạn gọi là thanh tuyền một hai ba bốn và trình lên trung tướng trưởng vào một buổi chiều vắng khách trung tướng trưởng ngồi nghe với vẻ mặt bình thản thường lệ Đại tá Nghĩa trình bày trên một tiếng đồng hồ diễn tiến hành quân, mà không hỏi một câu nào. Cuối cùng, ông ta gật đầu. Thế là hành quân thanh tuyền trở thành phụ bản rê của lệnh hành quân Lam Sơn 72. Bây giờ sang giai đoạn thực hiện. Như đã nói ở trên, lệnh hành quân lừa địch đúng là một kịch bản. Đại tá Nghĩa đóng vai ông bầu một gánh hát kim thầy tuồng, kim đạo diễn luôn. Ông ta có vẻ tham lam và ôm đồng nhiều quá. Tuy nhiên, làm sao hơn với một gánh hát nghèo, hát đình, hát chợ. Chuyện phiền nhất cho ông ta là có gánh hát mà lại không có một cô đào, một anh kép. Chỉ có một vài người phụ với ông ta để dọn đi Không có thì chạy mượn cho có. Chuyện giản dị như thế mà thắc mắc làm gì đại tá nghĩa tự nhủ ông ta không có phương tiện cơ hữu nhưng sau hành quân này ông ta học được một bài học quý giá phương tiện ở trong đầu sau đây là diễn tiến bốn giai đoạn hành quân thanh tuyền một mục đích cuộc hành quân này nhằm đưa đến tay tướng cộng sản chu huy mân cuốn mật mã mà các toán biệt kích dù sử dụng để liên lạc với bộ chỉ huy của đại tá hai hẳn nhiên là cũng mật mã giả nhưng làm sao cho nó như thật đây là màn kịch một trung quý của liên đoàn biệt kích dù được đại tá hai và ba hạ sĩ quan trong toán nhảy xuống một khu rừng núi do quân bắc việt kiểm soát người sĩ quan bất hạnh này vì dù không mở chết liền khi chạm đất các nhân viên trong toán thấy chỉ huy đã chết và hình như địch sắp đi tới nên họ lo chạy thoát thân, không kịp cuốn dù lại và trông như quy định an ninh. Họ cũng không lục được túi áo của chỉ huy vì dù của họ rất hơi xa dù của chỉ huy. Mò đến chỗ chỉ huy rất là một chuyện quá khó khăn trong rừng già. Họ chỉ nhìn thấy chỉ huy là một chấm đen từ lúc trời phi cơ và mất hút trong rừng. Vì dù không mở nên không rớt lại gần các chiếc dù khác của Toán. Trong túi áo trên cổ viên trung quý được đặt tên là tự, gần chữ tử, có một cuốn lịch mật mã, tên gọi là hệ thống mật mã của các toán tình báo, biệt kích xài tiếng Mỹ gọi là One Time Path. Mật mã này giống như cuốn lịch có 365 tờ, mỗi tờ xài một ngày. Ví dụ, ngày N, trong tờ lịch ngày đó chữ A được thay thế bằng số 3, chữ B thế bằng số 7, vân vân qua ngày hôm sau, bản mật mã này trước được đốt bỏ. Trong ngày đó, chữ A được thế bằng số 15, chữ B bằng số 3, vân vân Làm như thế, nếu địch thám mã được ngày N, mà đây là chuyện hết sức khó khăn và lâu dài, địch chỉ có thể đọc được các điểm ngày N. Ngày N1 hay N-1 địch không đọc được. Hành quân này đòi hỏi một trung quý biệt kích chết trong thực tế không có người nào hy sinh. Người hy sinh là một xác chết của một anh hùng vô danh trong quân đội. Sở dĩ đại tá nghĩa sử dụng một xác chết trong công tác này vì ông ta nhớ trước đó độ 10 năm. Có xem tại Rạp Rex một phim nói tiếng Pháp. Tựa đề là Người không bao giờ có thật. Cuốn phim dàn cảnh lại một cuộc hành quân lừa địch có thật của tình báo Anh. Năm 1943, quân Mỹ và quân Anh sau khi thắng trận Bắc Phi. Đạo quân Africa Corps của tướng Rommel bị tiêu diệt, chuẩn bị đổ bộ lên đảo Sicily để giải phóng nước Ý. Cơ quan CND của Anh dàn cảnh để cho quân Đức lầm tưởng điểm đổ bộ là Hy Lạp và tập trung đại quân về đó. Một người chết vô danh được sử dụng, đóng vai một thiếu tá trong bộ tham mô hoàng gia Anh viên thiếu tá giả này mang trong túi ngoài giấy tờ thường lệ một thơ tay của Lord Scott, tổng tham mưu trưởng gửi cho tướng Eisenhower, tư lệnh lực lượng đổ bộ. Lời lẽ trong thơ làm cho người đọc tin chắc không thể làm được điểm đổ bộ tương lai là Hy Lạp. Mặc dù trong thơ không nói rõ điểm này, xác chết được đặt trong một cái hộp chứa tuyết carbon để xác còn tươi. Ngoài quân phục trong túi nạn nhân còn có một vài món cần dùng xác nhận là y đã từng sống ở luân đôn trong những món đó có hai vé xem chớp bóng tại một rạp hát ở luân đôn chứng tỏ mới gần đây y đã đi xem chớp bóng với cô bạn gái xác chết được tìm thủy đỉnh mang đến địa trung hải ngoài khơi tây ban nha tình báo anh biết rằng tây ban nha dưới quyền tướng franco lúc đó tuy giữ trung lập nhưng nhắm mắt làm ngơ cho một số tình báo viên đức quốc xã hoạt động trên lãnh thổ tây ban nha để thu thập tin tức về đồng minh đặc biệt trên bờ biển mà xác chết sẽ tấp vào lúc nào cũng có người tây ban nha làm tình báo viên cho đức xác chết được bố trí cho đứng với một người đi phi cơ bị tai nạn trước xuống biển chui ra được phi cơ rồi chết sau đó đúng như kế hoạch cnd dữ liệu xác tấp vào bờ biển đã bị người nào đó lục soát giấy tờ trước và lấy đi bức thư. Sau đó nhà chức trách Tây Ban Nha báo cho tổng lãnh sự anh ở một thành phố gần đó đến lãnh sát mang về cho bên anh với tất cả giấy tờ còn lại. Hành quân lừa địch lần ấy đã thành công hoàn toàn. Chuyện phim đó đã gợi hứng cho đại tá nghĩa dàn cảnh hành quân thanh tuyền một Chuyện đầu tiên là phải tìm cho ra một xác mới chết còn nguyên không có thương tích, tuổi khoảng từ 25 tới 30. Nghe thì dễ nhưng lại khó kiếm vô cùng, vì đâu có phải là món hàng bán ngoài chợ. Đại tá Nghĩa nhớ lại có một người cháu rể tên Phát là thiếu tá quân y, sau lên trung tá, phục vụ tại quân y viện Nguyễn Tri Phương tại Huế. Chỉ huy trưởng quân y viện này là trung tá cơ đại tá nghĩa đến gặp thiếu tá phát nói sơ qua nhu cầu hành quân cần một xác chết còn mới và nhờ dẫn đến giới thiệu với trung tá cơ đây là văn phòng trung tá cơ sau khi được thiếu tá phát giới thiệu đại tá nghĩa đi ngay vào đề thưa trung tá bộ tư lệnh hành quân cần một xác chết còn trẻ mới chết cơ thể còn nguyên chúng tôi biết nhu cầu này rất khó thỏa mãn nhưng sau khi được thiếu tá phát giới thiệu Tù tình trung tá là người duy nhất tại quân khu 1 có thể thỏa mãn yêu cầu này của bộ tư lệnh. Tôi xin thêm đây là một công tác tối mật chỉ có trung tá và thiếu tá phát biết mà thôi. Trung tá cơ nhìn người khách lạ với đôi mắt hơi ngỡ ngàng và chưa bội trả lời. Có lẽ ông ta bị méo mó nghề nghiệp nên nhìn viên đại tá này. Coi có phải là một bệnh nhân tâm thần mà thiếu tá gặp ở đâu đó nên lôi về đây nhờ chữa dụng một lúc sau trung tá cơ mới trả lời các điều kiện về xác chết của đại tá thật là khó trẻ thì hầu hết là những quân nhân chết tại đây đều trẻ có điều họ chết vì thương tích không có người nào còn cơ thể lành lặn may ra hay bất hạnh cho người đó là chết bệnh trường hợp này rất ít đại tá thấy điều kiện đưa ra quá khó với chúng tôi mặc dầu tôi không do dự chút nào khi phải thi hành lệnh của trung tướng trưởng Đại tá Nghĩa cũng nhận thấy lời trung tá cơ hữu lý, nhưng ông ta vẫn cố xin cho được. Nếu có một quân nhân chết bệnh, đúng nhu cầu, xin trung tá gọi điện thoại lập tức cho tôi hay, tốt hơn bảo thiếu tá phát gặp tôi. Trung tá cơ lại nêu lên một khó khăn khác. Còn một chuyện khó khác mà tôi không thể nào giải quyết được. Trong quân đội ta, người chết bất kỳ cấp bậc nào cũng phải được quân y viện thông báo cho gia đình đến lãnh soát về chôn cất. Nếu gia đình ở xa thì đơn vị quân đội, đại đội chung sự, lãnh việc ma chay. Sau đó còn lập thủ tục giấy tờ để cho thân nhân lãnh tiền tử tuất. Nếu tôi giao sát đó cho đại tá thì làm sao giải quyết vấn đề thủ tục? Đại tá Nghĩa thấy đây là phúc quyết liệt đẩy trung tá cơ vào thái độ dứt khoát. Ông ta nghiêm giọng Thưa trung tá, tôi biết thủ tục dành cho anh em quân nhân chết. Những anh hùng của quân đội ta tôi thành kính nghiêng mình trước mọi chiến sĩ hy sinh tuy nhiên khi sống đã hy sinh cho đất nước nay chết rồi mà có cơ hội hy sinh tôi nghĩ rằng lý do đó cao quý hơn lý do nào khác kể cả thủ tục giấy tờ đây là lệnh của trung tướng trưởng trung tá phải xoay sở thế nào để thanh thọ vấn đề thủ tục bởi vì đây là một công tác quan trọng góp phần vào thắng lợi tương lai của quân ta trung tá cơ đành đồng ý chắc chắn là miễn cưỡng để cho người khách không mời mà đến mau đi khuất mắt ông ta. Đại tá Nghĩa bắt tay từ biệt Trung tá Cơ với lời nhắn nhủ: Xin Trung tá nhớ đây là công tác tối mật. Bước khó khăn nhất trong hành quân Thanh Tuyền Một được tạm giải quyết vì đã tìm được diễn viên chính. Bây giờ đi tìm người phụ tá cho Đại tá Nghĩa để thi hành kế hoạch. Đại tá Nghĩa đến gặp Đại tá Hai, cho ông này biết nội dung kế hoạch mục tiêu diễn biến hành quân mà không cảnh chính là những cuộc hành quân biệt kích của Đại tá Hai. Ông Hai rất thông cảm và biệt phái cho Đại tá Nghĩa một sĩ quan xuất sắc trong đơn vị của ông ta để điều khiển hành quân hay là làm nhiệm vụ phụ tá hành quân cho Đại tá Nghĩa. Thật là may mắn cho ông Đại tá này. Ông ta có hai sĩ quan tận tụy lo giải quyết vấn đề tham mưu là Đại Quý Vệ và Thiếu Quý Túc Thật là may mắn cho ông đại tá này. Ông ta có hai sĩ quan tận thủy lo giải quyết vấn đề tham mưu là đại quý vệ và thiếu quý trúc. Nay ông ta vớ được một phụ tá quý giá là trung tá sinh. Tất cả những sĩ quan này đều là những cộng tác viên tuyệt vời. Ở ngoài không ai hay biết, nhưng chính họ là những người biến tư tưởng của đại tá nghĩa thành hành động. Những người có công rất lớn trong cuộc chiến bí mật này. Suốt mấy ngày sau, Đại tá Nghĩa và Trung tá Sinh chúi mũi vào địa đầu xem khu vực nào thuận lợi nhất cho cuộc hành quân. Nghiên cứu không ảnh để tìm khu vực định thả dù gọi tắt là DZ, Dropping Zone. Đây là một khu vực trừng già có đường mòn Hồ Chí Minh, chạy ngang phía Tây Bắc Huế. Sau khi lựa chọn kỹ, cả hai đã lựa điểm Dropping Zone gần một căn cứ hậu cần của Bắc Việt. Có những đường mòn cho ta thấy đó là dấu hiệu của các toán quân tuần thám xuất phát từ căn cứ đó. Điểm Drop-in John được lựa để chậm lắm là trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thế nào cũng có lính bắt việc tuần thám đi ngang. Đồng thời với sự lựa chọn địa điểm, Đại tá Nghĩa và Trung tá Sinh chuẩn bị những món cần thiết khác để khi có xác chết là có thể tung cuộc hành quân trong vòng 24 tiếng. Trong những món đó có hai phi cơ C-119 của chuyên nha nghiên cứu dùng để thả dù những công tác đặc biệt một ngày đẹp trời thiếu tá phát đến báo cáo cho đại tá nghĩa biết có hàng rồi hiện đang trong học lạnh đại tá nghĩa liền đến gặp trung tá sinh để xem lại đồ chuẩn bị quần áo dù cho trung quý tự trong các túi của bộ đồ dù có đủ đồ cần dùng mà một chiến binh biệt kích mang theo ở túi trên ngực trái có quyển lịch mật mã được chế biến riêng các trang trước của ngày N của Thanh Tuyền một ngày Trung Quý Tự xuống đất bị lột bỏ. Quyển này hình dáng cũng giống như quyển mạc các toán biệt kích đang xài trong rừng, nhưng những con số hoàn toàn khác biệt. Đó là mật mã giả, chỉ có Trung Quý Tự và Bộ Chí huy liên lạc với nhau. Một công điện từ Bộ Chí huy cho lệnh các toán trong rừng ngưng liên lạc, giữ im lặng truyền tin một tuần lễ kể từ ngày N biện pháp này phòng ngừa trường hợp tình báo kỹ thuật địch bắt được mật điện trao đổi dược các toán và bộ chí huy mà không giải mã được với cuốn lịch trong túi trung quý tự nên nghi mật mã họ nắm được là giả trung quý tự còn có một bức thư mới nhận có cô bạn gái do đại tá nghĩa nhờ một sĩ quan khác không biết gì về chuyện này mượn một cô gái quen viết đại khái thơ cãi lại những buổi đi chơi thơ mộng ở lăng tự đức trong khi bắt việc tấn công và hy vọng hết giặc hai đứa mình sẽ như đôi chim liền cành, lá liền cành. Ngoài ra, đồng súng dù với trung quý tự có ba cây nước đá thay cho ba toán viên, chở lương thực, vũ khí đạn dược tốt men và địa đồ đúng như thật. Ngày N của Thanh Tuyền một diễn ra hai ngày sau khi thiếu tá báo tin có hàng. Ngày đó diễn ra gần một tháng trước ngày N của hành quân Lâm Sơn 72. Một buổi chiều, hai phi cơ C-119 cất cánh ở phi trường phố bài. Trước khi cất cánh, các phi công được cung cấp các yếu tố độ gió, độ thấy, mây để khi phi công ra lệnh trót dù rớt xuống đúng địa điểm ấn định. Giờ các cánh được tính toán làm sao cho khi phi cơ đến không phận trót binh zone thì trời vừa sụp tối. Để tránh quân dưới đất thấy dù chạy lại phát giác những cây nước đá, nhưng cũng đủ sáng cho phi công thấy được Đại tá Nghĩa, đại tá Hai đi trên phi cơ thứ nhất, dùng làm bộ chỉ huy hành quân. Phi cơ thứ nhì chở trung tá sinh, hai phụ tá và các kiện hàng lĩnh khỉnh của ông ta. Chính tay ông sinh với sự trợ giúp của phụ tá thi hành thả hàng. Khi phi cơ cất cánh, đại tá Nghĩa thở vào nhẹ nhõm. Thấy là màn đầu của hành quân kể như diễn tiến tốt đẹp. Ông ta khoái trá, nhớ đến trong từ ngữ tình báo pháp có chữ intoxication tương đương với từ ngữ dương đông kích tây của đông phương intoxication nghĩa đen là đánh thuốc độc đại tá nghĩa đã lan man xét ra nhiệm vụ của mình trong hành quân lam sơn 72 đúng là đưa chén thuốc độc cho địch nhắm hành quân thanh tuyền một này chỉ đưa cho chúng nhắm sơ độ một phần tư chén thuốc độc thôi đang lúc thích thú suy nghĩ thì phi cơ đã vào khu vực địch lúc nào không hay. Ở dưới đất lóe lên một chấm đỏ giữa đám lá rừng, một khẩu phòng không nhả đạn, rồi các chấm đỏ lóe lên càng lúc càng nhiều. Đại tá Nghĩa nhìn đồng hồ, chỉ khoảng 10 phút nữa là đến không phận Robin John. Bỗng nhiên đại quý phi công trưởng vẻ mặt căng thẳng, báo cáo làm đứt ngang giây phút khoan khoái của ông ta phi cơ bị hư một máy không biết do trục trặc máy móc hay do phòng không địch đại quý phi công xin phép trở lại phú bài tình trạng phi cơ có hai máy mà hư hết một thật là nguy hiểm đại tá nghĩa hỏi phi công coi phi cơ còn đủ sức lết về phú bài không phi công trả lời là may ra đại tá nghĩa lấy quyết định liền cho phi cơ quay trở lại phú bài và liên lạc với phi cơ trung tá sinh ra lệnh tiếp tục thi hành nhiệm vụ trên đường về đại tá nghĩa ân hận lúc đi tính toán dự trù đủ mọi chuyện chỉ không dự trù trường hợp xấu nhất bản thân bị địch bắt trước khi lên phi cơ mỗi người đều mang dù vì công tác trong vùng địch hậu nếu nguy cấp lắm thì nhảy nhưng trong khu vực rừng núi do địch kiểm soát có nhiều khả năng bị địch bắt có nhiều khả năng bị địch bắt nếu nhảy xuống mà không đem theo một viên thuốc độc để nhậu khi sắp sửa bị địch bắt có phải khỏe thân không mà nếu không bị địch bắt thì dễ gì về đến tuyến của mình khi không có trang bị dụng cụ lương thực để mưu sinh thoát hiểm còn một chuyện nữa mình chết hay bị bắt thì toàn bộ hành quân thanh tuyền một hai ba bốn đều kể như vất đi một công trình sáng tạo với bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mình và bao nhiêu người khác mà vứt vào sọt rác trùi hình ảnh các chiến sĩ dù và thủy quân lục chiến hàng hàng lốp lốp ngã gục trước hoa lực dày đặc của địch. Những tư tưởng hắc ám đó cứ dày vò đại tá nghĩa, đến khi phi cơ chạm đất tại phố bài. Ở đây phải dỡ nón bái phục tài lấy phi cơ của hai viên phi công. Không lâu sau, Trung tá sinh báo về bằng mật ngữ, tất cả diễn tiến tốt đẹp, thật hấu vía, đúng như thầy bói nói trước giữ sau lành. Hai ngày sau, từ bộ chỉ huy của Đại tá Hai, một công điện di chuyển một toán giả gọi là toán Metro đến gần quốc lộ 9, để quan sát và báo cáo số lượng quân địch di chuyển từ Khe Xanh về Đông Hà. Ngày kế tiếp, hai công điện khác di chuyển hai toán giả khác, Tingo và Nina về quan sát vi chuyển của địch trên quốc lộ 1 từ Vĩnh Linh về Đông Hà. Ngày sau nữa, hai toán giả Coca và Tedra được điều động về một cao điểm có rừng rậm gần đông hà ở đó đợi lạnh tất cả lạnh này sử dụng mật mã của trung quý tự hai ngày sau một công điện chót sử dụng mật mã của trung quý tự cho tất cả các toán biết trung quý tự của toán lô la đã mất liên lạc với bộ chỉ huy từ khi nhảy toán có thể ông ta bị địch bắt với cuốn mật mã kể từ hôm nay vì lý do an ninh các toán xài cuốn mật mã beta thay thế cuốn alpha mật mã beta là cuốn dự trữ mỗi toán khi nhảy mang theo hai cuốn sự thật alpha và beta là chuyện phịa mỗi toán khi nhảy chỉ mang theo một cuốn mật mã họ đã giữ gìn im lặng truyền tin suốt bảy ngày đến ngày thứ tám thì liên lạc bình thường trở lại với hành quân thanh truyền một đại tá nghĩa hy vọng dân cho tướng cộng sản chu huy mân một phần tư chán thuốc độc với địa danh đông hà cái gì sẽ xảy ra tại Đông Hà nằm trong thành quân Thanh Tuyền hai Thanh Tuyền 2 Đại tá tiếp đúng như lời yêu cầu đã giới thiệu cho đại tá nghĩa một đại quý, sĩ quan ngành an ninh tên là Trung. Đây là một anh chàng bảnh trai có vẻ hào hoa phong nhã, một tay sành sỏi các hộp đêm. Anh ta mang bộ râu Clark Gable trông thật là ngổ, thật là một con chim lạ ít có. Đại quý trung có một tủ lượng phi thường, bắt ông ta đóng vai người say nói bậy trước mặt người đẹp chắc không ai hơn. Đại tá Nghĩa đã bố trí cho đại quý trung tiếp xúc với người đẹp hai lần. Lần đầu để biết nhau, lần thứ hai để họ trở thành đôi bạn tâm tình. Lần thứ ba là màn chính của kịch bản, Trước ngày gặp đó, Đại tá Nghĩa đã hội thảo với Đại quý Trung thật kỹ từng câu nói, từng cử chỉ khi gặp người đẹp. Hội thảo là danh từ tình báo chỉ giai đoạn hướng dẫn tình báo viên lần chốt trước khi tung người đó đi công tác. Một đêm đẹp trời trên sông Hương trước ngày anh N của hành quân Lam Sơn 72 độ nửa tháng. Vầng trăng sáng vằn hoặc trải dài trên sông Hương như dải lộ bạc gió thổi nhẹ mân trớn tà áo các cô gái chèo đò trời đẹp quá một cái đẹp huyền diệu trong câu chuyện lưu trai cảnh như thế này mà không xuống đò sánh vai người đẹp uống cho đến khi đất quay trời quay như thi sĩ tặng đà thì phí đi cuộc đời đã có hẹn trước hôm nay đại quý trung với bộ ria mép tỉa rất kỹ bộ đồ rằng ri thẳng nếp đã đến đúng giờ hẹn tám giờ tối Người đẹp đã chờ sẵn dưới đò, người đẹp dưới ánh trăng đêm nay lại đẹp hơn, quyến rũ hơn những lần trước. Thật là đôi trai tài gái sắc. Chỉ tiếc là ông Tạo trớ trêu bắt họ ở hai bên chiến tuyến và lãnh những nhiệm vụ quỷ quái trong đó con tim không có đất đứng. Nếu không có những khắc nghiệt của chiến tranh, cặp này lòng vợ chồng ở ngoài đời, hay đóng một phim tình cảm thì đẹp biết mấy, thơ mộng biết mấy. Một bữa tiệc không thịnh soạn nhưng cũng đủ các món nhậu nổi tiếng của đất thần kinh như món gọi cầu kỳ có tên giấm ruốc, một chai Johnny Walker từ một câu lạc bộ Mỹ nào đó chỉnh chạy trên bàn ăn. Người đẹp gấp thức ăn vào chén cho đại quý trung đầy tình tử không thua một người vợ yêu đương nào khác. Thức ăn ngon, trụ ngon, người đẹp chiều chuộng, chẳng mấy chốc chai rượu vơi đi gần nữa. Trong lúc đó người lái đò cho thuyền chậm chậm trôi về thượng nguồn hướng chùa thiên mụ. Giọng đại quý trung hỏi lè nhè vì rượu. Ngọc, người đẹp của lòng anh. Bở rượu này làm cho anh nhớ hoài. Anh ước gì trong cuộc đời cô đơn của anh sẽ có em chen vào. đẩy, mang lại chút ấm áp gia đình, ước mơ lớn nhất của anh. Thôi đi, Ngọc nũng nịu trả lời. Ông tướng Sài Gòn đừng hứa nhăn hứa cụi nữa. Ông nào cũng có một lô bà ở Sài Gòn. Ra đây ông nào cũng nói với chúng em là mồ côi vợ. Có một nỗi là chúng em lại dễ tin mới chết chứ. Họ khác, anh khác. Không lẽ anh phải thề với em? <laughs> Mà thôi, dẹp chuyện đó đi. Ngày nào em thành bà đại quý trung. Anh sẽ cắn em về lời buộc tội tối nay. Chịu không cần. hè. <laughs> Đại quý trung nóc gần hết ly rượu, lấy khăn tay quẹt ngôi rồi bỗng nhiên tắt lưỡi có vẻ hơi buồn. Người đẹp hỏi, sao đang vui á, anh lại tỏ vẻ buồn như thế, em không có chịu đâu. Ê, anh không có dâu gì em, từ ngày biết nhau đến nay, xa em một ngày, anh thấy thời gian dài quá, dài bằng một năm lặng. Sao bữa nay anh phải sai em về Sài Gòn công tác đầu nửa tháng buồn quá wow, thời gian dài xa em như vậy anh chịu hết nổi em là con quỷ yêu đương của anh ngày xưa chưa biết em anh như con bướm trong tình trường khi vui nó đậu khi buồn nó bay bây giờ xa em một ngày chịu không nổi Ê, có lẽ là quả báo đó người đẹp rót thêm một ly rượu mới châm soda bỏ vào vài cụm nước đá lắc lắc rồi âu yếm đưa cho đại quý trung uống đi anh chuyện gì phải về Sài Gòn lâu vậy? Lần này anh đừng hòng gạt được em nữa. Em không có tin đâu. Đây là mặt trận, lính dù mấy anh đánh ở đây chứ công tác gì mà về Sài Gòn cả nửa tháng. Anh về với người đẹp Sài Gòn nào đó bộ em không biết sao. Đại Quý Trung hốc một hốc rượu sau khi nhai một đũa giấm ruốt. Khổ qua! Chưa gì đã dở trò ghen tuông. Đáng lẽ anh không được quyền nói gì đến công tác của người. Đăng lẽ anh không được quyền nói gì đến công tác với người khác, quy luật an ninh cấm. Nhưng em mà có phải người khác đâu, em với anh là một chứ gì nữa. Đại quý trung vừa nói vừa ra bộ làm cho người đẹp đỏ mặt, ông ta tiếp. Thôi, tao phải nói sự thật cho người đẹp hay ghen biết. Anh về Sài Gòn để thúc đẩy các quan bằng giấy ở bộ tư lệnh tiếp viện, cung cấp số dụng đầy đủ cho toàn thể sư đoàn trong thời gian ngắn nhất. Anh sợ nửa tháng không còn kịp. Người đẹp hình như sáng mắt lên, nàng mở miệng muốn hỏi nhưng nghĩ sao lại thôi. Nàng tiếp tục châm rượu cho đại quý trung. Chai rượu đã gần cạn, đại quý trung lè nhè hai câu thơ đường trong bài Lương Châu Từ. Tùy ngọa xa trường quân mặt tiêu, cậu lại trên chiến kỹ nhân hội. Thêm một ly nữa, đại quý trung gục đầu bên vai người đẹp. Ông ta hình như quá say. Bỗng nhiên ông ta ủa ra một tiếng lớn rồi phun bột đồ trong bụng ra. Cũng may là không trúng người đẹp. Đây là giai đoạn dân nhậu gọi là phun kiếm hay là cho chó ăn chè. Ngọc Diều đại quý trung. Bây giờ hết biết gì nữa. Xuống chiếu hoa, lấy khăn lau miệng ông ta và kê lên đầu gối như người vợ hiền. Đêm đó, trong cơn bão ái tình, nếu có đại tâm nhân rình sẽ nghe ngoài những câu không đầu không đuôi. Một câu có vẻ có đầu có đuôi. Tụi anh, nguyên cả sư đột sẽ nhảy xuống Đông Hà. Tụi anh sẽ bắt tay với mấy thằng thủy quân làm biến từ cửu việc đi lên. Tụi anh sẽ dần thằng cổng nát như tương tạo. Em tên đi, sắp hết chiến tranh rồi. Anh yêu em, anh cưới em, anh sẽ đến đây chỉ còn nghe tiếng thở hổn hển của đôi tình nhân yêu nhau ngày hôm sau khi nghe đại quý trung báo cáo công tác hoàn tất đại tá nghĩa bỗng dưng thấy lòng mình xe lại thấy mình quá tàn nhẫn với người sĩ quan này ông ta có quyền hưởng lạc thú ở đời thế mà mình nỡ lợi dụng ông ta trong trò yêu đương xét cho cùng ai cũng có tội nhưng người tội lỗi nhất là kẻ đã mang chiến tranh vào lãnh thổ miền Nam, kẻ đã đẩy người Việt giết người Việt không góm tay. Sau khi Đại Quý Trung báo cáo, Đại Tá Nghĩa đã điện thoại cho chỉ huy trưởng của ông ta, yêu cầu cấp cho ông ta một sự vụ lệnh đi Sài Gòn công tác nửa tháng cho đúng như thật. Đây là để đề phòng đồng bọn có người đẹp phối kiểm lời ông ta nói lúc say, hay địa danh Đông Hà cử Việt đã được gửi đi cho cấp chỉ huy Bắc việt ở bên kia kèm theo một vài chi tiết để không cho họ lầm lẫn được ý định kèm theo một vài chi tiết để cho họ không lầm lẫn được ý định tương lai của vị tư lệnh chiến trường miền Nam. Sau đó, đại tá nghĩa bắt tay vào màn hát thanh tuyền 3 và 4. Phần thứ ba đến đây chấm dứt, xin bà con mình nghe tiếp phần cuối là phần thứ tư.